Xin chào quý anh chị và các bạn. Chủ đề video ngày hôm nay mình xin chia sẻ cái tại sao mà chúng ta nuôi lan một thời gian cây cứ suy kiệt và cằn. Đây là một cái lý do mà đối với những cái người chơi mà ít kinh nghiệm rất dễ hay gặp phải. Như các bạn đang thấy quan sát, đây là cái cây mình đã cắt hết rễ. Và bây giờ chúng ta sẽ xem một số cái hình ảnh như ban đầu. Đây là cây năm cánh trắng Phú Thọ của mình. Thực tế là cây này là năm thứ tư rồi. Tính ra thì lực cây rất là phát triển mạnh là khác. Nhưng mà theo cái thời gian năm nay thì cây càng suy dần. Cái nguyên nhân tại sao nó lại suy như vậy thì sau đây thì chúng ta sẽ quan sát. Sau khi nhổ, các bạn có thể quan sát cái bộ rễ thì tính ra là cũng rất nhiều xương cá trên cái bộ rễ này, nhưng mà nó chuyển sang ngả sang cái màu vàng, không còn tươi tắn. Thì như bộ rễ như vậy thì làm sao có thể phát triển được, và cái thứ hai nó xôn lấn xen kẽ nhau. Ở đây thì bản thân đấy là do mình. Ban đầu thì những cái năm nhất và năm hai bộ rễ rất là khỏe mạnh, mình rất là tiếc cái bộ rễ này, không dám cắt đi và để nguyên. Sau đấy năm 2 và năm 3 thì có những cái bộ rễ mới nó bắt đầu phát triển vào, làm cho cái rễ cũ và rễ mới nó xen lẫn, và rễ mới không thể phát triển đè lên những cái rễ cũ được, làm cho cái tình trạng là rễ cũ thì suy do cái tình trạng cây mẹ ban đầu chúng ta đã cắt đi còn chỉ còn gốc, còn cái rễ mới cây mới thì không thể chèn vào những cái rễ cũ để có thể hút chất dinh dưỡng và phát triển được, làm cho cái bộ rễ theo cái thời gian thì gần như là suy kiệt hoàn toàn. Sau khi chúng ta đã loại bỏ hết những cái rễ đã bị thối rồi thì quý anh chị chúng ta sẽ treo nó lên, chứ đừng kích rễ hoặc làm bất cứ một cái điều gì cả, để cho những cái phần rễ còn lại nó sẽ khô đi, và chúng ta thực hiện kích rễ và trồng trong cái giá thể sau. Hy vọng qua cái video này thì đây là cái chia sẻ cái sai lầm của mình, để có thể các quý anh chị và các bạn yêu lan khác không mắc phải. Xin chào quý anh chị và các bạn.